Đây là những cái bụi thanh long. Nhà tiên trồng tại khu vườn này cũng để có những cái que đầu tiên này cô chú anh chị. Em Tiên xin mến chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị và bà con một ngày mới tốt lành, một ngày lễ thật là nhiều niềm vui và kỷ niệm nha. Thì hôm nay cũng để là ngày lễ 30 tháng 4, ngày lễ lớn nhất của Việt Nam ta. Hôm nay sẵn tiền mái bế được nghỉ lễ nè, em Tiên sẽ quay một cái video clip là ăn mừng đại lễ cùng với mấy bé nha. Bây giờ ở trong cái khu vườn này là 2 giờ trưa. Cái khu vườn này thì là cái khu vườn cách nhà Tiên khoảng vài trăm mét. Vị trí Tiên đang đứng là thôn Phú Long, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Và cách Phan Thiết thì 56 hải lý. Để mà đi ra từ Bắc Liên cho đến Phú Quý thì mọi người phải di chuyển bằng một chiếc tàu, tàu cao tốc. Thì mất 2 tiếng rưỡi là sẽ tới đảo Phú Quý nha. Và hôm nay thì em Tiên sẽ ăn mừng cùng với mấy bí với là một mâm hải sản. Ở này gồm có là bí hảo và bí thiên ân. Bây giờ là 1:30-2 giờ chiều, mấy bí còn ngủ cho nên Tiên không có đủ. Lúc sáng thì em Tiên có báo với hai bí là sáng nay sẽ đi quay video clip ăn mừng. Xong rồi hai bí trực suốt tới bây giờ luôn. Thì video này Tiên quay bữa 29 tháng 4. Rồi để mà có những cái con hải sản thì em Tiên sẽ ra cái keno Tiên có nuôi lại cho nó tươi sống và bắt về khu vườn này để quay giới thiệu cho cả nhà mình xem tuổi. Nha. Tám tuổi. Tám tuổi. Ôi là lớp. Ôi là lớp. Ý, vẫn là phi lên. Và Nhất Minh cũng mới ngủ dậy nữa nè. Hôm nay thì Tiên với lại Nhất Minh với lại Baby sẽ quay clip Nhất Lập thì đi làm hướng dẫn tour sức. Em Tiên thì cũng đã ra tới cái bãi biển nha. Cái bãi biển này ở ngoài Tiên còn gọi là bãi Sóng Còi, thôn Phú Long, đường Nguyễn Thông. Mọi người để mà mua hải sản thì đi ra những cái bãi này vào rạng sáng thì nó sẽ có hải sản tươi sống để cô chú anh chị nhà mình mua. Về đây là cái bãi ngay cái lúc này nè. Buổi sáng thì người dân sẽ vào này để bán hải sản. Và đối diện cái vị trí này mọi người cứ gõ vào địa chỉ 19 hoặc là 17 đường Nguyễn Thông, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thì sẽ tìm được tới cái vị trí này. Và để mua hải sản thì mọi người phải đi từ sáng sớm khoảng 5 giờ sáng nha. Đây là cái phương tiện mà mấy anh em Tiên sẽ dùng để di chuyển từ bờ đi về cái chiếc tàu nha. Chú ơi, chú ơi, có gì kìa. Cái gì? Gì? Có nhà neo. Một con neo hả? Chưa càng. Ok, chưa càng. Phía xe kia là cái bến. Tàu phải neo ở phía xe để khi mà thủy triều giúp khỏi bị mắc kẹt nha. Cái nhà xem biển lén như sông luôn. Rất là đẹp. Nước thì trong veo, nhìn xuống thì thấy tầng san hô. Cái nhà biết cái cục kia người ta ganh cái gì không? Ở này có một cái cầu đá nha, ganh để báo hiệu là né cái cục này ra. Nếu mà không biết chạy vào thì sẽ mắc kẹt. Những cái chiếc cano nhỏ này nè. Bên này là khu nghỉ dưỡng này, khách sạn, homestay.
tất cả đều hướng về view biển để phục vụ nhu cầu du lịch cho cô chú anh chị nhà mình. Các bé thì bơi cái thúng này rất là chuyên nghiệp rồi, Nhất Minh thì khỏi phải bàn, Nhất Lập thì làm du lịch nhân dịp những ngày lễ này, mấy bé được nghỉ học tranh thủ kiếm thêm tiền này. Đây là cái bè mà Nhất Lập sẽ làm tour SUP, em Tiên cũng có làm du lịch tour SUP qua cái phòng bay. Đây nè, bè Nhất Lập làm ở này nè cô chú anh chị. Đấy, cho nên hôm nay không có Nhất Lập trong video clip. Mới bị nó đi quay clip rất là hăng hái luôn. Chào thưa ông, khoái không mày? Khoái. Khoái hả? Bèo. Ok khoái. À? Khoái hả? Cả nhà yên tâm. Đi với mấy cái thúng mà đi ra vào chiếc tàu, mới bị không có mặc áo bảo hiểm. Lý do là biết bơi rất là giỏi luôn. Với lại có tiền, với lại có Nhất Minh. Đi giai đoạn gần thì không có sao nha. Nếu mà đi xe thì em Tiên phải cho bí bảo mặc áo bảo hiểm nè. Nhưng mà bí bảo cũng biết rồi rồi. Bí bảo biết rồi chưa? Chưa biết hả? Hả? Dám nhảy xuống nữa đây à? Không dám à, sợ một con cá mập à? Bí bảo sợ con cá mập cắn cho nên không có xuống. Wow, nước này nhìn cá là mê luôn. Nguyện luôn đó cả nhà ơi. Thì đây là cái chiếc tàu mà Tiên quay nhiều video clip săn bắt hải sản ở chiếc tàu này này. Ở hai em nuôi tôm hùm hả? Ừ, cho học này cũng nuôi tôm hùm. Những cái học này thì em Tiên nuôi hải sản lại này, đây là hầm số 6. Rồi đây. Đây. Đây là có những cái con tôm hùm. Đây, đây là tôm hùm đỏ nha, có một con tôm hùm xanh nữa nè. Trông to. Đó. Cua nhỏ. Cua. Cua. À nãy bắt hết cua hả? Dạ. Chưa chấm mua lại. Hả, chưa chấm mua lần ấy hả? Chưa chấm mua lần ấy kia. Hả. Đây là tôm hùm là một nè. Em Tiên có đóng gửi đi. Hôm nay Tiên sẽ bắt tôm hùm này về cua nha. Đây nè cô chú anh chị. Mấy con à? Con to à? Hôm nay Tiên sẽ mở tiệc ăn mừng cùng với mấy bé. Chắc là lâu mấy bé mới được nghỉ học. Còn sống tươi luôn. Không dùng chữ này đúng không? Rồi đuôi chưa? Rồi lấy cái bịch. Tiền bắt đủ mấy con này rồi nha. 8 con. Đó, đây là cua đế. Cua đế nhờ. Cái cái còn sống này. Cái gì? Đó. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cua này thì em Tiên mua lại khi mà lặn biển về. Mua lại luôn nha. Cái này thì hơi nhiều rồi, em Tiên bỏ lại bớt đi. Lấy cái bịch. Bỏ mấy tôm một, bỏ mấy tôm riêng quen bơm. Hơi nhiều rồi cô chú anh chị. Đây, cua này thì em Tiên sẽ bắt lấy một mớ để mấy con cua này nhỏ này, cua này cua cá này, thẻ đi. Em Tiên thẻ nha, cá cho nó xanh sản, nhỏ. Con nào có lứng thì Tiên sẽ thẻ luôn đi. Cua đá. Chừng cắn á. Không có. Tôm bò riêng, cua bò riêng. Nó giải đành đạch luôn nè, con còn sống nè. Rồi. Còn mớ tôm này Tiên sẽ để lại về đóng vừa đi cho cô chú anh chị nhà mình nha. Cua đế nha. Cua đế này thì nó giống cục đế, một số nơi gọi là cua kim bấm. Đây là tựa như cái kim bấm nè, cho nên gọi là cua kim bấm. Đây con nuôi mới này. Đó, to ha.
siêu kim. Trái nhau. Rồi bỏ vô. Theo đâu? Cái gì đó? Cô xuống đi vô. Cô Minh. Cái địa chỉ mà em Tiên bán hải sản tại Phú Quý. Đây nè, có gửi đi khắp tỉnh thành, cô chú anh chị mua thì liên hệ với cái số điện thoại này hoặc là cái fanpage Hải sản Văn Tiên TV của em. Còn đây là cái phiếu lăng mà em Tiên để săn bắt và nhập kho phải đông lại để gửi cho cả nhà xem nè. Đây những là cái tủ đông. Ở này hôm nay còn có cái nắp được mấy kilo này cả nhà. Với lại cái bò hòm. Đây. Và chuyến này mấy anh em mình đi có hàu hương nha. Đây là hàu hương nè. Em Tiên sẽ lấy thêm cái món mực với lại hàu hương để ăn cho nhiều món. Ở lần này thì có mực. Em Tiên sẽ lấy mực lứng. Thì cái mực lứng này á, thì em Tiên không có săn bắt được. Nhưng mà mực câu tại Đại Phú Quý nhằm gửi đi những cái hải sản cho nó đa dạng hơn, thì em Tiên sẽ lấy mực tươi để gửi cho cả nhà mình dùng cho biết. Rồi em Tiên sẽ lấy một bịch mực về vài con hàu. Đấy, bao nhiêu? Về Tiên sẽ lấy 10 con hàu hương kèm theo để nướng hoặc là nấu cháo nha. Con cái bò hòm nữa này, nhưng mà em Tiên không có dùng cái bò hòm. Để hôm nào Tiên dùng món ké bò hòm quay cho cả nhà mình xem nha. Anh rồi. Xem xong vô rồi. Ok à? Ok. Bỏ vô. Em Tiên thì cũng mang hải sản về các khu vườn này nè. Cứ làm những cái video ẩm thực thì Tiên sẽ mang vô này cho nó có đầy đủ tiện nghi và cho nó thuận tiện hơn để quay những video cho nó hoàn hảo hơn. Và hôm nay thì có bé Như Ý nữa nha. Như Ý là cháu gái của Tiên. Ngoài ra là mấy bé đều được like. Rồi, đổ hải sản vào một cái mâm này. Đó. Cua. Một mâm combo như thế này. Tiên đoán cái mâm này có phần lượng khoảng 5-7 kg. Thức bị ra luôn. Chùa, đã đủ chưa? Chùa. Em Tiên cũng soạn ra được một mâm như thế này nè cô chú anh chị. Thật sự mà nói là một mâm rất là to luôn nha. Bây giờ tôm với lại cua thì sẽ luộc về giữa lại, giữa cái nước. Giữa cua với nước rồi hấp lên một cỏ chung. Lá cà cà thâu. Heo, heo. Hôm nay em Tiên sẽ giới thiệu những cái con tôm này để cho cả nhà mình hiểu thêm. Thì đây là những cái con tôm hùm đỏ nè. Tôm hùm này thì nó đã được làm một nha. Hôm nay em Tiên con những con làm một. 8 con này thì em Tiên lúc nãy con lên là được 1.1 kg. Đây cho 8 con tôm hùm để tương đương một con là khoảng 150 g. 8 con tôm hùm thôi. Về 1.1 kg nha. Còn những cái con cua này thì cua đá nè. Cái con cua đá này á, nó ở dưới nước nó nguyệt ra như một cục đá luôn cả nhà. Nhưng mà thịt nó ăn rất là ngon.
Cua này thì nó ở mực nước sâu không có sâu lắm đâu, khoảng 2 mét, 3 mét nó cũng đã có rồi. Thậm chí là mực nước không phải 5 mét cũng có luôn. Nhưng mà con hơi nhỏ, để mà có con to thì phải đi mực nước sâu. Còn riêng tôm hùm này thì phải đi mực nước sâu tầm 5-7 mét đổ lên, tới mười mấy 20 mét. Về càng sâu thì nó lại càng nhiều. Đây là cua cá sài nha. Nó thì giống như cá sài, cho nên người dân gọi là cá sài, không biết có béo không. Rồi, như vậy là cá mâm cua này có trọng lượng là lên 3 kg. Em Tiên sẽ hấp lên và luộc lên. Cua thì Tiên sẽ luộc nha. Mực trứng này nè, em Tiên cũng sẽ luộc. Luộc là luộc món luộc dầu. Cái con sò dương nè, siêu to khổng lồ này, nó muốn khuế thạch luôn rồi. Cái con sò này phải lên 1 kg, 1 kg mấy đó, nó to lắm đó. Tí nữa em Tiên sẽ luộc luôn. Về đây là những cái con hào hương nè. Hào hương này hôm nay em Tiên sẽ nấu cháo nha. Nấu cháo để ăn cho nó nhiều món đó. Để mà luộc cua ốc cho nó ngon thì cả nhà mình nên luộc bằng bia nha. Mấy bé thì cũng biết luôn, bằng bia, bia gì cũng được. Nhưng mà luộc bằng bia thì nó sẽ thấm vào, nó sẽ ngọt hơn, khỏi cần bỏ gia vị luôn. Rồi thì con khui đây. Cua ốc này chỉ còn 2 đến 3 lon nếu mà tùy theo cả nhà mình nhiều hay ít. Hôm nay thì ấy 2 lon thôi. Luộc là nó thấm cái chất bia vô, nó ngọt. Vô 2 lon là vừa. Nó xoay lên lấy cái hơi nha. Bố, đây. Bây giờ thì cái này thì em Tiên sẽ rửa qua và luộc cái này luôn nha. Còn cái này thì Tiên sẽ nấu cháo. Đường luộc dầu thì đường nhiều hơn nha. Tí nước mắm. Xong. Như thế này này cả nhà. Thì bây giờ còn 10 con hào hương này, em Tiên sẽ nấu một nồi cháo nhỏ nha. Hào hương thì em Tiên với anh em sẽ bắt bằng cách như thế này. Để chọn được một con hào hương cũng rất là cực nha. Cái này thì bên Tiên để làm sạch, chỉ còn rửa đi rồi xong. Giờ Tiên rửa sơ qua để lấy cái cùi hào và sắc về nấu cháo nha. Với vừa đâm có nước mắm ở này gồm có là hành nè, đường,
muối với lại bột ngọt và nước mắm nha. Em Tiên để thêm gia vị dây xong. Bây giờ thì nấu chéo. Không nấu chéo thì em Tiên sẽ nấu do là nó phức tạp hơn. Bây giờ thì Tiên sẽ rang rẹo trước nha. Thơm. Nó bốc một cái mùi thơm lên, thơm cực kỳ luôn. Mùi thơm cay cay. Hai chiếc hả? Nướng cái gì tôi nướng này. Như vậy là cháo Tiên cũng đã nấu xong nè. Bây giờ thì cứ việc để cho nó xoay nở gạo dê là thành một cái nồi cháo nha. Gia vị nêm nếm Tiên cũng đã xong xuôi hết rồi. Về chờ cho nó nở gạo nữa là dùng được ngay. Hải sản thì cũng đã chín hết rồi nha. Đây là cái thố tôm này. Tiên nhắc ra ngoài. Một son đỏ rất là đẹp. Còn thua nữa à? Cái đá thì đang. Và lần này thì một thòng mực cũng đã chín nè. Đó, màu đỏ luôn. Và máy bé cứ việc chờ ăn thôi nha. Chạy nhanh nhất luôn. Chờ cái nồi cháo chín nữa thì em Tiên sẽ set up một cái bàn, một cái chỗ để cho máy bé thưởng thức. Hiện tại máy bé cũng đói rồi. Bây giờ em Tiên sẽ đâm một khối nước mắm nha. Thôi phần đâm nước mắm thì đối với Tiên nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà đâm nước mắm chấm hải sản thì Tiên sẽ dùng đường nè. Đường thì nhiều hơn 3 phần. Thôi. Đây, đây là đường. Và tí bột ngọt thôi nha. Đây nè, một tí này thôi. Nhiều quá nó sẽ nhẵn ăn không có ngon. Và muối. Rồi, muối thì ít nha. Đây, cái dao bài. Ớt này thì nếu mà dùng hột thì nó sẽ cay. Em Tiên sẽ bỏ hột về để cho máy bí chấm khỏi cay. Đúng là Tiên sẽ nướng nhưng mà Tiên không nướng, bỏ hột đi nha. Một cái là được à. Tại máy bí không có ăn cay nhiều, Tiên cũng ít ăn cay. Rồi, đánh lên. Nó màu lẻ vậy hả? Nó màu gì là được? Thì em Tiên cũng đã bày về như thế này đây. Đây là mấy hải sản mà Tiên bắt lúc chiều. Bây giờ nó cũng đã chín hết rồi nha. Gồm có là tôm hùm nè, cua. Và đây là cháo hàu. Cháo hàu hương Tiên múc lên cho cả nhà xem nè. Toàn là thịt hàu thôi. Tiên nấu một tô nè. Mỗi người một chén. Ở trong còn một tô nữa, hai tô à. Và đây là mực trứng nè. Mực trứng Tiên luộc dầu. Như thế này ăn rất là ngon. Rồi như thế này là một cái mâm hải sản. Giờ thì mấy Bí cùng với Tiên sẽ dùng để mời cả nhà mình mừng đại lễ hôm nay nha. Rồi, như vậy là Tiên với lại mấy Bí cũng đã ngồi về vị trí để mời cả nhà mình thưởng thức. Bây giờ thì Tiên sẽ lựa dê. Tiên nãy mua mỗi bé một con tôm để thưởng thức nha. Cho là Tiên chuẩn bị đồ rất là nhiều luôn. Lựa dê cho cha mẹ mỗi người một con tôm. Rồi, Tiên bỏ ở dưới góc bàn đây. Xong, và như vậy là Tiên với lại mấy Bí sẽ là một người một con tôm. Rồi, ăn cái con tôm ngon nhất đi. Rồi, mời mọi người dùng đại tiệc 30 tháng 4 cùng với Tiên với là máy bé nha. Rồi, đây là tôm hùm, cua và mực với lại cháo hàu. Máy bé ăn mỗi thứ một ít. Đủ chưa? Được. Đây, con này to đâu. Tiên sẽ ưu tiên cho bé nhỏ nhất là con tôm to nhất. Được, ăn. Giúp con em nữa à. Đây cả nhà. Tôm rất là to, hờ, ăn con to nhất. Con bèo. Bác con to. Bèo. Đây là con nhỏ nhất nè. Heo. Ý. Bè Nhất Minh. Rồi, giờ thì Tiên với mấy bé mời cả nhà dùng hải sản. Nhớ xí cho bà. Tươi ngon nha. Đây. Bị cứng quá. Và con bèo nó béo, gạch không đeo gạch luôn nè. Wow, con béo, béo ơi là béo luôn. Bảo ngoài nữa à. Đi dưới có cái nhà kìa, chị nhớ. Bảo ơi.
không có ớn đâu. Chu mua đó kìa. Khoe con béo ngon ngon nhất luôn rồi. Đây mời cô chú anh chị này. Mẹ ơi. Ồ, con nào con nói nó ú lù luôn mọi người ơi. Hi cục cứt. Gạch không phải ái đầu. Ngon chớp cái đó mà còn chớp hả chú hả? Bỏ chú ơi. Chị ơi chấm bất cập. Đây là cái phần đầu tí nữa dùng đầu nha, cái đầu này không có bỏ đâu. Mời cô chú nha. Cô chú nha. Vâng. Ngon ngon cay cay. Mời cô chú ăn nha. Đây, cục của em Tiên này. Em Tiên mời cô chú anh chị và các bạn dùng tôm hùm. Để. Đây là nước mắm nè. Nước mắm này Tiên chấm đâm không có cay, có biết ăn được luôn. Ngon ha. Mấy con gì dài kìa. Tôm hùm thật sự là ngon ơi là ngon luôn. Nó ngọt thịt ơi là ngọt luôn. Gì dài à? Ừ, ăn đi. Không còn lớn, không có ăn được. Lâu lắm rồi Tiên mới nấu cái món này để cho mấy bé thưởng thức. Và cũng là cái dịp mấy bé được nghỉ á, cho nên Tiên mới nấu đầy đủ. Dễ xuống cái ly. Mời chú nha. Ngon, phải không? Ngon, ngon, cay cay. Để thôi. Em, rồi để cháo hậu hương nữa nè. Tí nữa là múc cháo hậu hương ăn nha. Quét được rồi. Cay à ha. Mà chấm nhiều chưa. Đây là cái phần đầu thì ăn không có bỏ đâu. Để. Để hả, béo hả? Chín cái à? Ăn cái đầu đi. Không chưa ăn đầu rồi. Ghi chú rồi, ghi cưng luôn. Ghi ăn đầu, ăn mình không mà. Không biết ăn đầu. Không ăn đầu phải ăn cái đứa. Bây giờ thì tới kèn cua nha. Cháu em vào đây cho kèn rồi. Tiền sẽ chia mấy cái kèn lớn này cho mấy bí đập. Lấy cày cày cà mét ha. Thôi lấy cái gì khổ vậy. Cái cà mét chờ. Đây nè. 4-5 cái kèn to luôn. Đây. Để má bí dùng tôm xong rồi tới dùng kèn. Tiền đi lấy cái đấy. Lấy heo. Có một bí bên này này. Tiền cho bí câu kèn. Mấy con mực với lại cua. Tôm thì mỗi người một con hết mất tiêu rồi. Cái đó có quan được cái đắng. Đây này, cho một con cua. Cái tay đắng này chị nhá. Với lại mấy con mực trứng. Kìa chừng nó đố cái cháo. Rồi. Mực trứng thì ở phía trong còn nữa nha. Tí nữa Tiên sẽ dùng. Rồi bây giờ thì dùng kèn cua. Đây kèn của Thiên Ân. Kèn của Như Ý. Nhưng có đưa tí chú nhá. Lấy cái ấy vậy. Kèn béo. Kèn heo. Rồi. Kèn to luôn. Kèn chứ lắm. Bây giờ Tiên sẽ lấy một cái búa để đập về cho mấy bí. Mình đắng quá. Giờ mà ăn con tôm mày. Ôi chơi 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 chơi. Mày. Mì nó đắng. Hết tình đói. Nhanh quá. Quay thì tôm mày nói cho chó ăn nha. Đắng. Coi nha. Mày gì vậy? Nó bón hả chú ơi? Ăn. Đắng. Tiền với bé sẽ ăn những cái con cua này trước. Rồi sắp đầu mới ăn tới mực, ăn tới cháo để no luôn nha. À trước đây. Heo. Đây, đây là một cái kèn cua nó nguyên xì như thế này đây cô chú anh chị. Của Nhất Hảo. Của Tớ Bèo. Tớ Bèo hả?
lô. Muốn có gì ta? Mua chứ. Đâu 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 đâu. Con có tàu lanh. Đây cái kèn của Bí Bảo. Được. Cái nhà đặt phải có chùm tay nó mới không bị hư cái kèn nha. Ngon béo. Đây. Cảm ơn món lắm mà. Ý là. Một cô chú nha. Một cô chú nha. Món ra nha. Ngon. Rất mình ngon à. Chị ơi, chị sao không sao vậy? Mới bị đây là lần đầu tiên được đi ăn lễ, nghỉ lễ mà ăn như thế này nè. Chứ mấy năm trước là không có đâu, đây là kèn của Như Ý. Còn Tiên với Nhất Minh sẽ chia một cái phần gốc này nè. Nó nhỏ khó ăn lắm. Đây nè, cái của Nhất Minh nè. Bà thấy ngốc quá. Đây đi, còn cái cục, nãy là cục thứ không đọc. Rồi này, em Tiên mời cả nhà nè. Ủa, rớt đắt mắt. Rớt xuống đắt mắt tiêu. Thôi để dành tí nữa giữa lại ăn xong. Tê đê. Rồi, theo gỡ. Rồi, Tiên lấy một cục khác. Dạ. Nay Nhóc Lập đi làm súp rồi, cho nên không tham gia cùng với Tiên. Từ video ăn uống ngày đầu là có Nhóc Lập với Nhóc Minh là chính. Mấy bé thì chưa có lớn. Bây giờ thì mấy bé lớn, cho nên Tiên rủ tham gia qua video. Ừ, hất bó đi. Rồi em Tiên mời một kèn cua này, cô chú anh chị. Ngon quá. Ngon. Ngon gì vậy? Nó béo. Nó béo à? Nó mọt. Nó mới ngọt. Rồi nó thơm. Kéo ngon à. Để nó không? Nó có ngọt không? Đó, bỏ lên chỗ đây. Chị ơi, chị. Đây, còn kèn nữa đây. Ừ, chị ăn còn kéo. Một con rất là to luôn. Chị ăn kéo cho múc ăn đi. Bố cỡ già sao mà khóc. Đây này, bây giờ mấy bí chọn chéo. Thật sự mà nói hải sản ăn nó cũng nhanh no nha. Nó rất là nặng bụng luôn. Ừ, ý chéo à. Chéo ăn chéo à. Còn ăn mực. Ăn cua. Ăn cua gì? Mực hả? Ừ, bốc ăn. Bốc luôn. Chưa, anh nhí ăn cua hả? Ờ, ăn tôm đi. Chị ơi, đu ngọt đây. Nóng. Ngon. Nóng đắng. Ăn này hào. Chị ăn nóng đắng. Ất tụng thêm. Hi dạ, phải đắng. Cua này hôm nay hơi ốm nha. Thử con cua cá này, thử có ốm hay ú này. Ốm. Cua rất là ốm, chỉ có kèn là được thôi. Ơi. Như vậy là một cái bãi chiến trường còn lại đây. Tôm thì mấy bí, một số bí ăn không có ăn đầu. Chị nhớ. Thật sự thì mấy bí cũng no rồi, bây giờ ăn chéo nữa để xong. Thì một em cái chéo thì có sầu hù hương mà có cái chéo. Ngon. Mì mùi ngon, mì cay cay. Thế cũng vậy. Ngoài quê. Đây là mực, em Tiên sẽ dùng một con mực về ăn thử như thế nào nha. Rất ngọt. Ngon. Ngon. Rất là ngon luôn. Bà heo.
Rồi là Thiên Ân không ăn nữa nha. Hôm nay thì mấy bí ăn cũng khá ổn. Thật sự thì những cái hải sản này nè, bè Thiên Ân Tấm Cẩm TV cũng có mua hay mua về để dùng lắm. Nói chung anh em ở biển thì dùng miết, mấy bí cũng dùng hoài à. Thằng nâu 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 nâu. Trời tốt con tôm được kìa. Ừ. Tốt tôm. Rồi, tốt con tôm. Ngon Thảo. Có tới con tôm. Bây giờ thì Tiên ăn cũng đủ các món, còn món cháo hầu này em Tiên chưa ăn, bây giờ Tiên ăn và cảm nhận như thế nào nha. Mời cô chú anh chị. Cháo hầu nó rất là ngọt luôn. Thêm tí nước mắm là vừa, tại vì cái mùi hầu á nó dè á, cho nên rất là ngọt thiệt nha. Nó ngon. Tuyệt vời. Chào Hảo, em ngon mà. Nóng quá hả? Bảo bán ăn cháo nữa làm gì nhau cái. Ừ. Đúng rồi, nóng thiệt. Tiền mới múc cá tô mới vậy. Đúng rồi, tôi già. Ngon Bảo. Ừ. Ngon. Nóng là tôi vậy. Ừ. Hay dữ à. Ừ. Tuyệt vời. Không gửi à, không gửi được ra. Ăn nãy giờ mấy cái ăn? Một. Đu. Không có nè ai. Thật sự thì mấy bí không có ăn mực nổi nữa nha. Ngán luôn rồi. Hải sản thì ăn nhiều này nó cũng no cái bụng, cho là mấy bí cũng uống nước nhiều. Thì mâm hải sản để mời đà tiệc bữa lễ ngày hôm nay thì có lẽ là em Tiên cũng xin tập dừng ở đây. Hy vọng là mấy bé có một cái video đầy kỷ niệm và về sau có những cái thước phim này để xem lại khi mà mấy bé lớn. Thì sẵn tiện đây em Tiên cũng xin cô chú anh chị và các bạn cho em Tiên một like và một đăng ký kênh, cũng như nếu mà ủng hộ Tiên qua video này á thì em Tiên sẽ quay cùng với mấy bé nhiều hơn. Và nếu mà video này nó không được đề xuất thì có lẽ là em Tiên cũng hạn chế quay những cái video cùng với mấy bé. Rồi, má bí nó hớt chưa? Rồi. Sao yếu ớt chưa à? Nó hớt chưa? Rồi. Video của Tiên cũng xin tạm dừng tại đây. Cho thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày lễ 30 tháng 4 thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Còn bây giờ thì Tiên với má bí cùng bye bye cho mọi người. Bye bye. Bye bye. Bấm like nha. Bye. Ok, một like.